nằm ở phía tây nam của tỉnh Quảng Ninh. Quảng Yên là vùng đất có truyền thống lâu đời với những trầm tích lịch sử, văn hóa hết sức đặc biệt. Tại nơi đây, quân dân Đại Việt đã 3 lần chiến thắng giặc ngoại xâm phương Bắc, mà tiêu biểu nhất là đại thắng quân Nguyên Mông năm 1288 đã viết nên bản anh hùng ca bất diệt trên dòng Bạch Đằng Giang huyền thoại. Là mảnh đất hội tụ hồn thiêng sông núi, lại nằm giữa khu vực trung tâm kinh tế sôi động nhất của vùng đồng bằng sông Hồng, Quảng Yên có rất nhiều lợi thế khác biệt để phát triển. Với định hướng phát triển chuỗi đô thị, công nghiệp xanh và du lịch văn hóa lịch sử, với các tuyến giao thông được đầu tư đồng bộ, hiện đại, dư địa rất lớn về đất đai, tài nguyên văn hóa du lịch của Quảng Yên cũng như tuyến phía Tây sẽ được phát huy tối đa. Cùng với những lợi thế về vị trí và hạ tầng giao thông, Quảng Yên còn mang trong mình những tiềm năng về văn hóa xã hội mà không phải địa phương nào cũng có được. Thị xã Quảng Yên ngày nay là một trong những đô thị cổ nhất ở Quảng Ninh với bề dày lịch sử hơn 200 năm, từng là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn và quan trọng nhất của toàn tuyến duyên hải và biển đảo miền Đông Bắc. Với vị trí là trung tâm kết nối giữa các đô thị lớn, Quảng Yên không chỉ có điều kiện rất thuận lợi để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao tại khu vực đồng bằng sông Hồng, mà còn tận dụng được nguồn nhân lực tại chỗ của một vùng đất địa linh nhân kiệt. Với khát vọng đổi mới, sáng tạo, tư duy dám nghĩ, dám làm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng như thị xã Quảng Yên sẽ tự tin vững bước viết tiếp khúc tráng ca lịch sử Bạch Đằng Giang, lập nên những kỳ tích mới cho vùng đất giàu truyền thống này. Chùa Lái tọa lạc ở khu Đồng Chùa, thôn Vị Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên. Tên của chùa xuất phát từ tên gọi của làng, làng Lái. Tên chữ là Linh Ngai Tự. Theo như văn bia thì chùa được xây dựng từ đầu thế kỷ 16 bằng tranh tre vách đất để thờ. Chùa Lái, thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh. Chùa Lái là tên nôm của chùa Linh Ngai ở thôn Vị Khê, xã Liên Vị. Sở dĩ chùa có tên như thế bởi nằm trên thế đất có hình dáng như tay ngai. Dáng tay ngai được tạo ra do sông Ván tỏa ra thành hai nhánh sông Cái Đỗng và sông Vị Khê ôm trọn vùng đất này, hay còn gọi là xứ Linh Ngai, thị xã Quảng Yên. Về tên chùa Lái, ông Phạm Thanh Lang, nguyên chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Liên Vị, hiện là trưởng ban xây dựng chùa, giải thích nhân dân địa phương không quen gọi chùa là Linh Ngai mà gọi là chùa Lái theo tên của làng. Làng Lái xưa là bãi bồi của cửa sông Bạch Đằng, do những ngư dân cắm sào neo đậu tụ tập lại lập nên. Vì vậy chữ Lái ở đây là lái đò, lái thuyền, không phải lái buôn, lái trâu. Lâu dần làng đông hơn, nhu cầu tâm linh cũng ngày một nhiều nên các cụ mới bảo nhau lập một ngôi chùa đơn giản bằng tre nứa để thờ Phật, khấn cầu Phật cho đi biển đánh cá được bình an. Tương truyền dân làng Lái thời điểm đó là những cư dân đầu tiên của làng đảo Hà Nam, trước cả các cụ tiên công. Cũng theo ông Lang, kể từ khi xây dựng và trải qua nhiều lần tu sửa, bà con nhân dân đều cố gắng giữ gìn và bảo vệ những cổ vật quý báu của chùa. Chùa Lái được xây dựng khá sớm, từ giữa thế kỷ 16, ban đầu làm bằng tre, tranh, vách đất. Đến năm 1589, chùa được các hội chủ, tu sĩ và tín chủ hai xã Vị Dương và Vị Khê đóng góp trùng tu, tôn tạo các tượng Phật, xây dựng lại khang trang trên khu đất có diện tích 5.767 m². Bia Linh Ngai Tự Bi Ký khắc năm 1589, một trong những cổ vật còn lưu giữ được ở chùa, có đoạn viết tạm dịch như sau: Chùa Linh Ngai tọa lạc trên khu đất Linh Ngai, bốn phía xung quanh là ruộng Phật. Xưa kia cổ nhân đã dựng chùa, cấy ruộng, nhìn thấy một khu lâu đài trúc mọc tốt tươi như đường dẫn tới Bát Nhã.
là vẻ giàu có vững vàng của đất nước, là thắng cảnh đệ nhất của xứ Hải Đông. Sau khi xây dựng lại, chùa Linh Ngai tráng lệ, tượng Phật tôn nghiêm, nhân dân kính thờ. Đây là bờ cõi rộng lớn, chấn Tây là thắng cảnh của nước Nam. Theo một số thư tịch cổ còn lại, chùa Lái đã qua nhiều lần trùng tu, sửa chữa vào các năm 1589, 1716, 1897, 1907, 1918, 1925, 1928, 1995. Lần gần nhất là vào năm 2007, Đại Đức Thích Thanh Tuân trụ trì chùa giữa đồng, kêu gọi nhân dân địa phương và Phật tử gần xa đã phát tâm công đức trùng tu lại ngôi chùa. Đến năm 2010, chùa khánh thành, chùa Lái sau khi trùng tu vẫn giữ được nét cổ kính với 5 gian chùa chính, 5 gian nhà tổ, vườn, tháp. Chùa quay hướng Tây Bắc, tuy không theo hướng của các ngôi chùa Việt thường thấy nhưng lại là một thế rất đẹp. Trải qua thăng trầm thời gian và những biến thiên lịch sử, chùa Lái hiện còn lưu giữ được 125 cổ vật còn tương đối nguyên vẹn, trong đó có 6 pho tượng gỗ tạc vào thời Mạc, 1 tấm bia đá thời Mạc được dựng vào năm 1589, 1 cây hương đá dựng năm 1716, 28 pho tượng gỗ được tạc vào thời Nguyễn và quả chuông đồng to thời Nguyễn, đúc năm 1907. Ngoài ra, chùa Lái vẫn còn gần 10 cây cổ thụ có tuổi đời gần 500 tuổi, có giá trị rất lớn về sinh học. Tương truyền, bên trong ngôi viên chùa có một đường hầm ngầm dưới lòng đất để cất giấu nhiều thư từ, vũ khí và nơi ẩn náu của cán bộ cách mạng những năm kháng chiến chống Pháp. Với những giá trị lịch sử, văn hóa, chùa Lái đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận là di tích kiến trúc nghệ thuật năm 2000. Xà Linh về thì xà Hoàng
chúng con. Con tỳ kheo ni thích nữ chân tâm cùng chư vị Phật tử thiện nam tín nữ cung đối trước Tam Bảo. Độ duyên lành con lòng thành. Chân lên chư Phật mười phương Tam Bảo. Hôm nay là ngày đồng cuối tháng, năm cuối tháng chạp, năm nhâm dần. Chùa Lai chúng con xin tà tất Tết niên. Nguyện lòng thành chư Phật mười phương gia hộ. Giới hương định hương dự tuệ hương, giải thoát chi kiến hương. Quang minh hương lời là khắp mười phương chư Phật chứng minh. Nam mô chứng minh ha Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô chứng minh Bồ Tát Ma Ha Tát. Tát đời chứng minh. Vì Phật tử chúng ta lòng đức lên xa tắc Pháp tướng vô thường tôn tam giới bồ lần thân thiện chân chi hảo sư Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay hữu duyên nhà chùa xin chia sẻ một số về chùa Lái cũng như Linh Ngai Tự.
Và chùa tên là Thích Nữ Chân Tâm, chủ trì chùa Lái, thuộc thôn Vị Khê, xã Liên Vị, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. Hữu duyên được Phật tử Thỉnh Chân Tâm về đây chủ trì từ năm 2017 và được giáo hội cũng như tỉnh ra quyết định bổ nhiệm chủ trì cho Chân Tâm về năm 2018 đến nay. Trải qua 5 tháng cùng với Phật tử tu tập và tu bổ lại những số công trình xuống cấp. Chân Tâm xin nói lược về ngôi chùa Lái này. Ngôi chùa Lái hay gọi là Làng Lái, nằm trên một cái ngai, vị thế ngai như một ngai vua. Nhìn rất là địa thế, phong thủy rất là hữu tình. Ngôi chùa Lái này được xây vào thế kỷ thứ 16, vào đời Hưng Trị năm 1589, được các sư ni và phối hợp với dân làng xây lên ngôi chùa từ năm ấy cho đến nay. Ngôi chùa Lái trải qua 7 đời sư về đây chủ trì. Chùa là một nơi thắng tích, di tích lịch sử, còn nhiều cái vẻ đẹp cổ kính còn lưu lại trên đảo Hà Nam này. Xưa chùa Lái nằm là trên đảo Hà Nam và Hưng Yên Hưng, nhưng bây giờ gọi là thị xã Quảng Yên. Chùa Lái là một ngôi chùa rất là có vẻ đẹp cổ kính, ít có ngôi chùa nào giữ lại những cái vẻ đẹp đó. Cái chùa là nơi tín ngưỡng tâm linh để mọi người về đây chiêm bái và cũng như để đem lòng mình, gửi lòng mình vào nơi tâm linh chùa Lái này. Chùa còn trên 200 những ngôi tượng cổ xưa và những cái cây cổ thụ như là cây quéo hay là cây sòi, niên đại có từ 450 năm và cây đại là 420 năm. Ngoài những cái cây đại và cây quéo thì còn những cây khế có niên đại trên 200 năm. Cũng thấy đủ thấy là cái di tích lịch sử này còn những các cụ tổ sư trước và cũng như Phật tử đã lưu lại và giữ lại những cái cây cổ thụ xưa rất là quý hiếm. Thì đến nay là ngôi chùa đã được xây dựng, ngôi tam bảo được xây dựng lại vào năm 2010, nhưng mà vì trước đó là ngôi tam bảo chưa có vị sư về chủ trì nên là dân làng đã làm với cái tâm để có nơi thờ tự để cho Phật tử đến chiêm bái lễ Phật. Chùa Lái hiện giờ có những cái công trình đang xuống cấp trầm trọng, như chẳng hạn ngôi tam bảo có những cái kèo vì nó gãy và ngói nó sập sệ, không đủ đảm bảo an toàn để cho nhà chùa cũng như Phật tử đến tụng kinh và nghe pháp, thành ra đã dời di dời xuống ngôi thờ tự xuống nhà thờ tổ. Vì cái sự xuống cấp này, nhà chùa và phối hợp với chính quyền địa phương, nhân dân, Phật tử đã xin vẽ bản thiết kế và xin quy hoạch tổng thể mặt bằng để tiến bước xây dựng lại ngôi tam bảo cho mỗi ngày được khang trang và tố hảo hơn. Qua lời này thì Chân Tâm có lời kêu gọi đến các mạnh thường quân, các vị Phật tử, các doanh nghiệp, cơ quan, xí nghiệp hướng về ngôi chùa Lái cùng với Chân Tâm xây lại ngôi chùa được trang nghiêm và tố hảo hơn. A Di Đà Phật xin kính chúc quý vị Phật tử nhiều sức khỏe, thân tâm an lạc và vạn sự cát tường. Nam Mô A Di Đà Phật.